quý vị và các bạn đã đến với bản tin VFF News ngày 9 tháng 11. Quý vị và các bạn thân mến, chiến thắng trước U19 Đài Loan Trung Quốc đã giúp cho U19 Việt Nam chính thức vượt qua vòng loại tại giải U19 châu Á 2018. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối gặp U19 Lào, thầy trò huấn luyện trưởng Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0, qua đó góp mặt tại Indonesia vào tháng 11 năm sau với tư cách nhất bảng. Sau chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U19 Lào, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã kết thúc vòng loại U19 châu Á với thành tích toàn thắng. Dù đã chính thức giành vé tới Indonesia vào năm sau, tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu cống hiến. Các bàn thắng được ghi do công của Bảo Toàn, Quang Nho, Nam Cung và Tiến Anh. Với kết quả này, đội tuyển U19 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại vòng loại với 3 chiến thắng tuyệt đối, sở hữu 9 điểm, ghi được 8 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Sáng nay, 9 tháng 11, đội sẽ lên đường trở về nước và dự kiến sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào lúc 9:40 cùng ngày. Trong khi đó, tại bảng G được diễn ra ở Việt Nam, U19 Australia đã có chiến thắng 4-1 trước U19 Triều Tiên để vượt qua vòng loại với tư cách nhất bảng. Như vậy, đã xác định được 16 đội sẽ tham gia vòng chung kết U19 châu Á diễn ra từ 18 tháng 10 đến 4 tháng 11 năm sau. Trên cương vị đầu bảng, U19 Việt Nam sẽ cùng các đội tuyển Trung Quốc, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Tajikistan, Qatar, Saudi Arabia và Jordan cùng với các đội nhì bảng bao gồm Thái Lan, Triều Tiên, Iraq, Đài Loan, Malaysia và đội chủ nhà Indonesia góp mặt tại vòng chung kết năm sau. Với thành tích lọt vào bán kết năm 2016, hy vọng ở lần tham dự thứ 19 này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tái lập được những thành tích tốt và thêm một lần nữa ghi danh tên tuổi trên đấu trường quốc tế. Tại lượt về giải bóng đá nữ quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc đã chính thức khởi tranh từ ngày 6 tháng 11 với những trận đấu hết sức hấp dẫn. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài kết quả đáng chú ý. Tâm điểm của sự chú ý tại lượt trận khai mạc trong chiều ngày 6 tháng 11 là cuộc so tài giữa Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam. Với tư cách là đội chủ nhà, Phong Phú Hà Nam quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thế Cường đã gặp phải lối chơi phòng ngự rất chặt chẽ của Than Khoáng Sản Việt Nam. Chung cuộc, hai đội chia điểm trên trận cầu không có bàn thắng. Trong khi đó, TNG Thái Nguyên đã giành chiến thắng trước Sơn La với tỷ số 2-1. Ở lượt trận diễn ra trong ngày 7 tháng 11, không bất ngờ khi hai đội bóng đàn chị là Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 1 để giành chiến thắng dễ dàng với cùng tỷ số 6-0. Hai trận đấu trong ngày hôm nay giữa Than Khoáng Sản Việt Nam gặp TNG Thái Nguyên và Sơn La gặp chủ nhà Phong Phú Hà Nam sẽ được diễn ra và tương thuật trực tiếp trên kênh YouTube cũng như fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sau khi phải hoãn buổi tập sáng nay do thời tiết xấu, thì vào buổi chiều cùng ngày, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập thứ hai tại sân của VFF. Đây cũng là những thông tin cuối cùng sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Giống như dưới thời huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura, các trợ lý của đội tuyển Việt Nam phải có mặt trước buổi tập 1 giờ đồng hồ để chuẩn bị. Như những buổi tập trước, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Jang-jin đã quan sát rất kỹ từng cầu thủ và có những điều chỉnh ngay lập tức. Các cầu thủ tỏ ra khá vất vả để vượt qua rào cản thể lực của huấn luyện viên Martin Forkel đề ra từ trước. Trong phần tập chiến thuật, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục cho các cầu thủ tập chuyền bóng ở cự ly nhỏ với cường độ cao, nhanh và chính xác. Trong bài tập chính chiều nay, vẫn như tôn chỉ lối chơi của người thầy Hàn Quốc, đó là chuyền nhanh và kiểm soát bóng. Ông Park Hang-seo yêu cầu các cầu thủ triển khai bóng tốc độ không quá 3 chạm. Các bàn phối hợp ngoài vòng cấm được các cầu thủ thực hiện rất nhuần nhuyễn. Cũng trong chiều nay, đội tuyển Afghanistan đã có buổi tập đầu tiên tại Việt Nam. Đội bóng đến từ Nam Á vừa trải qua chuyến bay hơn 10 giờ đồng hồ nên tỏ ra khá mệt mỏi. Các cầu thủ Afghanistan chủ yếu tập thả lỏng và tập nhẹ ở đầu buổi tập. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Afghanistan khá cởi mở và không yêu cầu tập kín. Vào ngày mai, cả hai đội tuyển sẽ có buổi tập tiếp theo trên sân của VFF.